Xin chào các em. Trong 2 tuần lễ vừa qua, chúng ta đã hệ thống hóa lại toàn bộ cái dạng toán liên quan đến cái kiến thức là định thức của một cái ma trận vuông. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái loạt bài ôn lại các cái dạng toán mà liên quan đến cái mảng kiến thức là ma trận. Đối với lại ma trận thì chúng ta có nhiều dạng toán liên quan đến nó. Chúng ta có thể ôn lại các cái phép toán về ma trận, ôn lại cách tìm một cái ma trận nghịch đảo, điều kiện của một cái ma trận vuông nó khả nghịch, rồi hạn của cái ma trận vân vân. Thế trong buổi học đầu tiên hôm nay chúng ta xét cái dạng toán thứ nhất là cái dạng toán tìm cái điều kiện để cho một cái ma trận vuông nó khả nghịch. Trong cái dạng toán này, người ta sẽ cho chúng ta một cái ma trận A. Họ bắt chúng ta tìm cái điều kiện để cho cái ma trận A đó nó khả nghịch, tức là nó có cái ma trận nghịch đảo mà ta ký hiệu là A mũ trừ 1 đó. Thế chắc các em còn nhớ rằng là cái điều kiện để cho ma trận A khả nghịch là cái định thức của ma trận A nó phải khác không. Chúng ta dùng định lý sau đây: A khả nghịch tương đương với det A khác không, định thức của ma trận A khác không. Chúng ta xét ví dụ thứ nhất, tìm x để ma trận A khả nghịch. Họ cho chúng ta ma trận A là tích của hai cái ma trận này. Thì đương nhiên đầu tiên là chúng ta phải đi thu gọn lại cái ma trận A. Các em nhớ rằng là cái ma trận A mà muốn khả nghịch đầu tiên nó phải là ma trận vuông. Nó phải là ma trận vuông cái đã. Để như vậy thì chưa thấy nó vuông. Nó vuông thì nó mới có định thức, tức là có det A. Cho nên đầu tiên là phải vuông trước. Rồi sau đó rồi, vuông rồi, có det A rồi thì det A phải khác không? Thì A mới khả nghịch. Cho nên là để như thế này chưa được. Chúng ta phải tính toán nó. Thì tính toán ở đây tức là A nó có dạng là tích của hai ma trận. Ma trận trước là một cái ma trận một dòng ba cột, ma trận có cấp là 1 × 3. Ma trận thứ hai, ma trận này là ma trận có cấp là 3 × 1. Như vậy thì 1 3 nhân với 3 1, như vậy là theo cái điều kiện để tồn tại ma trận tích là cái ma trận A này nó tồn tại đó. Đây, chúng ta có A này, 1 3 nhân với này là 3 1, thì một cái ma trận cấp 1 3 nhân với một cái ma trận cấp 3 1 thì nó ra một cái ma trận cấp là 1 1, tức là chỉ có một phần tử mà thôi. Đây, một phần tử. Cái phần tử này được tính như thế này các em nè: lấy x nhân với x, x bình phương, lấy phần tử thứ nhất của ma trận trước nhân với phần tử đầu tiên của ma trận sau, lấy phần tử thứ hai của ma trận trước là 2 nhân phần tử thứ hai này, ta được là trừ 2x, rồi lấy 3 nhân với trừ 1, ta được là trừ 3. Ma trận A của chúng ta là một cái ma trận cấp 1, ma trận vuông cấp 1, tức là chỉ có một phần tử mà thôi. Thế bây giờ muốn A khả nghịch thì sao? Thì det A phải khác không? Vậy det A lúc này là bao nhiêu? Thì trong 2 tuần trước chúng ta có cái dạng toán liên quan đến định thức, đó là tính một định thức. Chúng ta có nói với nhau rằng là nếu mà A là một cái ma trận cấp 1 thì định thức của A chính là phần tử của A. Như vậy thì ở đây các em nè, chúng ta có nè, det của A đó nó sẽ bằng là chính bằng cái phần tử này, tức là x bình phương trừ 2x trừ 3. Và theo cái tính chất mà chúng ta ghi ở trên thì A khả nghịch là tương đương với det A khác không. Vậy bây giờ chúng ta nói rằng là A khả nghịch tương đương với det A, tức là x bình phương trừ 2x trừ 3 khác không. Chúng ta giải cái phương trình x bình phương trừ 2x trừ 3 bằng 0 thì chúng ta sẽ được nghiệm là trừ 1 với lại 3. Đây là dạng đặc biệt A trừ B cộng C bằng 0. Như vậy thì muốn x bình phương trừ 2x trừ 3 mà khác không thì rất là dễ, chúng ta sẽ có được là x nó phải khác trừ 1 và x khác 3. Đây là chữ và. X phải khác cả số trừ 1 lẫn số 3. Chúng ta xong cái ví dụ thứ nhất. Qua ví dụ này chúng ta ôn được 2 chuyện. Thứ nhất là chúng ta ôn được cái điều kiện khả nghịch. Thứ hai là có nhắc lại với các em về cái
tích của hai cái ma trận. Muốn tồn tại ma trận tích thì cái số cột của ma trận trước nó phải bằng cái số dòng của ma trận sau. Cụ thể đây là 1 3, tức là số cột là 3, nhưng với 3 1 thì như là cái số dòng phía sau là 3, nó giống nhau nhưng mới được ha. Thứ hai là các em cũng chú ý rằng là nếu như ma trận A của chúng ta là cái ma trận cấp 1 thì định thức của nó chính cái bằng cái phần tử của ma trận đó. Chúng ta xét qua cái ví dụ số 2 phức tạp hơn. Tìm M để cho cái ma trận A nó khả nghịch với A là tích của hai cái ma trận vuông cấp 3. Vừa rồi chúng ta cũng có A là tích của hai ma trận. Bây giờ A cũng là tích hai ma trận. Tuy nhiên vừa rồi hai cái ma trận của chúng ta nó hết sức đơn giản các em. Có đúng không? Mình thực hiện một cái phép tính nhân, chúng ta thấy ngay được cái ma trận A của chúng ta là cái ma trận vuông cấp 1. Còn bây giờ nè, nếu chúng ta thu gọn cái này lại, chúng ta lấy ma trận trước cho ma trận sau, được thôi, nhưng mà nó khá dài. Bởi vì là cái ma trận tích là ma trận A này đó, nó cũng sẽ ra là một cái ma trận vuông cấp 3. Mà ma trận vuông cấp 3 như vậy nó có bao nhiêu phần tử tất cả? Có 9 phần tử tất cả. Chúng ta đi tính 9 phần tử thì nó hơi lâu à, cho nên là nếu như chúng ta không có tìm ra được cái phương án nào gọn hơn thì chúng ta phải làm cách này. Nhưng trước hết là chúng ta thử xem có cái phương án nào hay hơn hay không. Vì phương án hay hơn là chúng ta khoan tính cái tích cái đã, chúng ta cứ để nguyên như vậy. Chúng ta xem như thế này nè, cái ma trận này chúng ta đặt nó là ma trận B đi, cái ma trận sau chúng ta đặt nó là ma trận C à. Như vậy thì A của chúng ta là bằng B nhân C à. Thế có phải là người ta hỏi chúng ta là tìm M để A khả nghịch? Như vậy theo tính chất được nêu thì chúng ta cần phải tính det A rồi cho cái det A đó khác không? Thế vì A là bằng B nhân C mà chúng ta có học một cái tính chất liên quan đến định thức, đó là định thức của ma trận tích thì bằng tích của hai cái định thức của hai cái ma trận thành phần. Có nghĩa là trong trường hợp này thì det của A sẽ bằng det của B nhân det của C. Chúng ta suy ra det A bằng det B nhân det C. Vậy thì chúng ta tính định thức của ma trận B và định thức của ma trận C, chúng ta nhân với nhau thì chúng ta có định thức của ma trận A. A là bằng B nhân C. Các em nhớ đây là B ha, đây là C nè. Bây giờ chúng ta xét thử cái ma trận B là ma trận bên tay trái đó, ma trận này nè. Chúng ta quay lại cái dạng toán là tính một định thức. Và các em thấy là chúng ta học một cách rất có hệ thống. Đầu tiên đó, trước khi nó ma trận chúng ta nói cái định thức trước của ma trận vuông trước. Bây giờ chúng ta đứng trước một bài toán là cần phải tính định thức của ma trận vuông B. Ma trận vuông B là một cái ma trận vuông cấp 3. Thì chúng ta nhớ lại là cái cách tính định thức của ma trận vuông cấp 3 có hai cách tính. Cách thứ nhất là chúng ta dùng quy tắc Sarrius. Nếu chúng ta không quan tâm cho là nó có đặc biệt gì hay không thì chúng ta dùng Sarrius bao giờ chúng ta cũng tính được, chỉ sợ là nó hơi dài thôi. Còn nếu như mình có thể thấy nó là đưa nó về được cái đặc biệt, thấy nó có dạng đặc biệt thì chúng ta thấy ngay kết quả. Đặc biệt tức là sao? Tức là định thức bằng không, hoặc định thức đó là định thức của một cái ma trận tam giác hoặc là ma trận chéo. Thế trong trường hợp này thì chúng ta thấy cái ma trận B này nè, có gì đặc biệt nè? Các em thấy ha, cột thứ nhất và cột thứ ba của chúng có liên quan với nhau. Cụ thể là cái cột thứ ba thì nó bằng 3 lần cột thứ nhất. Như vậy là cột 1 và cột 3 nó tỷ lệ với nhau. Mà ta biết rằng là trong một cái định thức mà khi có hai cột nào đó nó tỷ lệ với nhau thì định thức đó bằng 0. Như vậy chúng ta có định thức của B bằng 0 với mọi M. Hai cái cột 1, cột 3 nó tỷ lệ với nhau bất chấp cái cột thứ hai này cho M là bao nhiêu đi nữa. Cho nên ta kết luận rằng det B nó bằng 0 là bằng 0 với mọi M. Det B bằng 0 với mọi M mà hồi nãy chúng ta nói rằng là vì A thì nó bằng B nhân C. Như vậy thì det A nó bằng det B nhân det C mà det B bằng 0. Mà không mà nhân với det C thì bằng 0. Như vậy chúng ta suy ra rằng det A bằng 0 với mọi M.
người ta hỏi mình là M là bao nhiêu thì cái ma trận A nó khả nghịch. Tức là M bằng bao nhiêu thì đáp A nó khác không? Tại vì đáp A khác không thì A khả nghịch, hai chuyện này tương đương với nhau. Thì chúng ta vừa chứng minh được rằng đáp A nó luôn luôn bằng không với mọi M. Điều đó nói lên rằng là ma trận A không bao giờ khả nghịch với mọi M. Đúng các em. Chúng ta kết luận A trừ 1 không tồn tại với mọi M. Không tồn tại cái ma trận nghịch đảo của ma trận A. Đó, chúng ta vừa xét xong cái ví dụ này. Chúng ta vừa nói với nhau rằng là khi nào thì một cái ma trận vuông A lớn nó khả nghịch, khi mà cái định thức của ma trận đó nó khác không. Thế bây giờ đặt vấn đề là nếu như mà cái định thức của A khác không, tức là A khả nghịch tồn tại A mũ trừ 1, thì giả toán số 2 mới nói rằng là vậy tồn tại A mũ trừ 1 thì làm thế nào để tính cái A mũ trừ 1 đó? Tức là làm thế nào để tính ma trận nghịch đảo của một ma trận A khi ta biết rằng là nó cái ma trận A đó nó khả nghịch. Thì chúng ta nhớ lại rằng là chúng ta có những cách làm sau đây nè. Chúng ta sẽ tìm cái A mũ trừ 1 dựa vào cấp của nó. Trước hết ta nói là A nó có cấp là 1. Thế khi n bằng 1 thì ma trận A của chúng ta đó nó là một cái ma trận vuông cấp 1, tức là A lớn chỉ có chứa một phần tử A nhỏ thôi. Bây giờ cái ma trận A của chúng ta chỉ chứa một phần tử A nhỏ, thì bây giờ muốn cái ma trận vuông cấp 1 này mà nó khả nghịch thì theo giải toán số 1 thì định thức của ma trận A nó phải khác không? Nhưng vì A là ma trận vuông cấp 1 cho nên định thức của A nó chính bằng A nhỏ. Vậy thì định thức của A khác không, điều đó có nghĩa là A nhỏ khác không. Cho nên cái điều kiện A nhỏ khác không này là các em này, là để đảm bảo rằng cái ma trận A lớn của chúng ta nó khả nghịch, tức là tồn tại A mũ trừ 1 đó. Và trong trường hợp này nếu đã tồn tại A mũ trừ 1 thì cái A mũ trừ 1 này nó bằng cái gì? Chúng ta muốn biết nó bằng cái gì. Thì nếu A lớn là một cái ma trận vuông cấp 1 khả nghịch thì cái A mũ trừ 1, tức là ma trận nghịch đảo của ma trận A, cũng là một cái ma trận vuông cấp 1. Đó là chuyện thứ nhất. Tức là cái A mũ trừ 1 này đây này, trong này nó chỉ có chứa một phần tử mà thôi, trong này có một phần tử mà thôi nè. Đúng một phần tử thôi. Vấn đề còn lại là cái phần tử đó là bao nhiêu? Thì theo định nghĩa đó, hai ma trận được gọi là nghịch đảo của nhau khi mà tích của chúng thì bằng ma trận đơn vị. Chắc là các em còn nhớ chuyện đó. Thế bây giờ mình cần có A nhân với A mũ trừ 1 bằng một cái ma trận đơn vị cấp 1. Mà ma trận đơn vị cấp 1 tức là ma trận mà chỉ có chứa số 1 mà thôi. Mà khi nhân hai ma trận cấp 1 với nhau thì chẳng qua mình nhân hai con số ở trong với nhau. Tức là ta sẽ lấy cái A nhỏ này nè. Ta nhân với con số trong này nè. Ra số mấy? Ra số 1. Vậy thì con số trong này là bao nhiêu? Có phải là 1 trên A không? Đó. Tóm lại, các em phải nhớ cái điều đầu tiên đó là nếu A lớn là một ma trận vuông cấp 1 và cái phần tử của ma trận đó khác không, thì cái ma trận của chúng ta có ma trận nghịch đảo, và ma trận nghịch đảo lúc này nó chứa một phần tử là một trên cái phần tử của ma trận A lớn. Dễ nhớ không? Chúng ta nói xong với nhau về cái trường hợp tìm cái ma trận nghịch đảo của một cái ma trận vuông cấp 1. Bây giờ chúng ta sẽ xét qua trường hợp ma trận của chúng ta là ma trận vuông cấp 2. Nhưng mà trước hết thì có lẽ cũng trong cái ví dụ về ma trận vuông cấp 1. Cái chuyện này thì đơn giản lắm. Ví dụ như A của chúng ta là ma trận vuông cấp 1 chứa một phần tử thôi. Ví dụ như A nhỏ của chúng ta là số 2 thì chúng ta suy ra ngay A trừ 1 là 1 phần 2. Đây nè, 1 phần 2. Hết sức đơn giản. Bây giờ nếu n bằng 2, tức là ma trận A của chúng ta là một cái ma trận có hai dòng hai cột mà tôi ký hiệu là ABCD đó. Bây giờ vấn đề đặt ra là lúc này nè, cái A mũ trừ 1 được tính như thế nào? Cái này chúng ta hệ thống hóa lại kiến thức.
Như cái phần này thì chúng ta cũng có nhắc đến khi chúng ta học cái phần 1 của đại số tuyến tính. Trước hết là ma trận A lớn, dù là cấp 1, cấp 2 hay cấp bao nhiêu đi nữa, muốn khả nghịch thì delta A nó phải khác không? Như vậy thì chúng ta giả sử rằng là cái ma trận A lớn này nó khả nghịch để tìm A trừ 1 đó. Tức là ta giả sử rằng delta A khác không? Thế lúc này cái ma trận nghịch đảo của ma trận A được tính như sau. A trừ 1 bằng 1 chia cho định thức của ma trận A. Các em nhớ nha, định thức của A lúc này khác không vì A khả nghịch nha. Cho nên cái ký hiệu này là tồn tại nè, là có nghĩa nè. 1 trên delta A nhân với cái ma trận vuông cấp 2. Cái ma trận vuông này nè, bốn cái phần tử này được suy ra từ bốn cái phần tử của ma trận A lớn này như thế nào? Thì trước tiên là chúng ta sẽ đổi chỗ hai cái phần tử trên đường chéo chính của A. Đây, A nhỏ đổi thành D nhỏ. Và cái vị trí D nhỏ này nè, chúng ta đổi nó là A nhỏ, đổi chỗ hai phần tử trên đường chéo chính. Còn hai cái phần tử trên đường chéo phụ thì chúng ta giữ nguyên đó. À, nó là C đây, B đây thì chúng ta vẫn để nguyên là CB. Nhưng chúng ta đổi dấu nó. Đây, trừ B, trừ C. Đó. Nhắc lại nha. Nếu n bằng 1 á thì a trừ 1 bằng 1 trên cái phần tử của ma trận A. Nếu ma trận A cấp 2 thì sao? Ma trận nghịch đảo của ma trận vuông cấp 2 bằng vậy nè, 1 trên định thức của cái ma trận A nè nhân với một cái ma trận vuông cấp 2. Ma trận vuông cấp 2 này được suy ra từ ma trận vuông A lớn bằng cách đổi chỗ hai phần tử trên đường chéo chính. Còn hai phần tử trên đường chéo phụ thì không có đổi chỗ, để nguyên nó vậy nhưng đổi dấu nó. Các em nhớ nổi không? Cho thử một ví dụ ha. Tìm A mũ trừ 1, tức là tìm cái ma trận nghịch đảo của ma trận A đó. Biết rằng A là cái ma trận vuông cấp 2 này. Chúng ta dùng công thức này thôi. Hết sức đơn giản. À, chúng ta viết lại cái A này. Các em xem. Tôi suy ra cái A mũ trừ 1 này. Trước tiên là A mũ trừ 1 là bằng 1 chia cho. Chia cho cái gì? Cái mẫu này nè, nó là định thức của ma trận A. Ma trận A của chúng ta là ma trận cấp 2. Nó có định thức của A là định thức cấp 2. Định thức cấp 2 thì ta lấy tích hai phần tử trên đường chéo chính trừ tích hai phần tử trên đường chéo phụ, tức là lấy 2 nè trừ cho trừ 3 thành cộng 3. Như vậy là cái định thức của A nó là 5. Được không? Nhân với cái ma trận vuông cấp 2 phía sau. Ta làm sao? Đổi chỗ hai phần tử trên đường chéo chính, lôi trừ 1 xuống đây và trừ 2 lên đây. Đây, hồi nãy vị trí này là trừ 2 các em ha. Bây giờ mình đổi đó là trừ 1, tức là lôi cái vị trí này xuống đây nè. Rồi trên này hồi nãy là trừ 1 thì bây giờ là gì nè? Trừ 2. Đổi chỗ hai phần tử trên đường chéo chính. Còn hai cái phần tử trên đường chéo phụ thì nè, nó là 1 trừ 3 thì chúng ta vẫn giữ nguyên 1 trừ 3, nhưng phải đổi dấu nó. Trừ 3 đổi dấu đi thành số 3, à, mất dấu trừ rồi đó. Còn số 1 thì thành cái gì? Trừ 1. Đây là A trừ 1. À, chúng ta vừa làm cái ví dụ để ôn cái công thức tìm ma trận nghịch đảo của một cái ma trận A trong trường hợp A lớn của chúng ta là cái ma trận vuông cấp 2. Thế bây giờ nếu n của chúng ta lớn bằng 3, càng lớn thì nó việc tính toán cái ma trận nghịch đảo nó càng phức tạp. Thế khi n lớn bằng 3 thì chúng ta tìm cái a mũ trừ 1 như thế nào? Cách thứ nhất là chúng ta dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Cái nội dung cụ thể của nó như thế nào thì một lát chúng ta sẽ nhắc lại rõ hơn. Cách thứ hai là dùng công thức. Chúng ta có hai cách làm như thế này đây.
Và tùy theo bài toán họ cho chúng ta, cái ma trận A của chúng ta nó như thế nào, nó có gì đặc biệt, câu hỏi đặt ra ra làm sao, thì tùy theo cái chuyện đó chúng ta sẽ chọn một trong hai cái phương pháp này, chọn sao cho nó khéo léo để tính cho nó mau. Chúng ta thử một cái ví dụ là dùng phép biến đổi sơ cấp. Dùng phép biến đổi sơ cấp là thế này các bạn, nói rõ hơn cách thứ nhất, tức là khi em muốn tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A lớn bằng cách thứ nhất là phép biến đổi sơ cấp á, thì các em sẽ ghép cái ma trận A của chúng ta với ma trận đơn vị Y. Các em lưu ý rằng là nếu họ cho chúng ta ma trận A lớn là ma trận vuông cấp 3 thì chúng ta ghép vào bên tay phải của cái ma trận này một cái ma trận đơn vị, ma trận Y là ma trận đơn vị cũng cấp 3. Nếu A lớn là ma trận vuông cấp 4 thì Y của chúng ta sẽ là ma trận đơn vị cấp 4. Ghép lại như vậy á, cái đường chính giữa này này, cái sọc chính giữa này này chẳng qua là để ngăn cho chúng ta thấy là chúng ta vừa ghép ma trận nào với ma trận nào thôi. Chứ khi mà chúng ta tính toán thì chúng ta sẽ xem toàn bộ này là như là một cái ma trận lớn. Ví dụ như là cái A lớn của chúng ta là ma trận vuông cấp 3 thì Y cũng là ma trận vuông cấp 3, thì toàn bộ cái ma trận ghép này này nó là một cái ma trận mấy dòng mấy cột, 3 dòng 6 cột. Đúng không? Khi ta ghép hai cái ma trận vuông cấp 3 với nhau đó thì số dòng vẫn là 3 nhưng mà số cột bây giờ là tăng lên là 6 rồi. Vậy thì khi mà chúng ta dùng phép biến đổi sơ cấp, ta biến đổi A thì lập tức là cái Y cũng biến đổi theo, bởi vì lúc này ta biến đổi là ta biến đổi nguyên một cái dòng của ma trận lớn chứ không phải là chỉ biến đổi một cái dòng cái khúc của ma trận A thôi, biến đổi luôn cả Y, ta biến đổi cả một cái ma trận lớn bằng phép biến đổi sơ cấp. Thế thì người ta nói như thế này các em nè, nếu dùng phép biến đổi sơ cấp á, mà chúng ta đưa cái ma trận A này nè về được cái ma trận Y, thì khi chúng ta biến đổi như thế này á thì như đã nói hồi nãy, ma trận Y cũng bị biến đổi theo, và nó biến đổi theo thành một cái ma trận nào đó mà người ta chứng minh được rằng cái ma trận phía sau này nè, ma trận mà Y nó được biến đổi về nó đó, ma trận đó chính là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Các em nắm được không? Ghép ma trận A với ma trận đơn vị cùng cấp với nó, dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng định hướng để biến đổi cái A lớn á về Y, thì lúc đó cái ma trận Y phía sau bị biến đổi theo thành một cái ma trận, mà ma trận đó chính là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Thế phép biến đổi sơ cấp trên dòng mà chúng ta dùng để đưa A về Y là những phép biến đổi nào? Đó là các phép biến đổi sau đây. Đổi chỗ hai dòng cho nhau, đó là một phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Cái thứ hai là nhân một dòng với một số khác không, đây cũng là một phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Và xin lưu ý các em là em nhân thì em phải nhân với số khác không, khác không. Đây, phép biến đổi sơ cấp trên dòng thứ ba đó là cộng vào một dòng k lần một dòng khác. Chúng ta dùng ba cái phép biến đổi sơ cấp này để chúng ta đưa A về Y, để chúng ta có được cái A trừ 1 là bao nhiêu. Là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem xét một vài cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất, tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A, biết rằng ma trận A là một cái ma trận vuông cấp 3 cho trên bảng. Thế bây giờ dùng phép 1 là làm sao nào? Ghép A với Y. Đây, ghép A với Y. Làm gì nữa? Dùng phép biến đổi sơ cấp. Các phép biến đổi mà vừa liệt kê ở trên, ba phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Đưa A về Y thì lúc đó Y thành A trừ 1. Đó, vừa nhắc lại với các em cái nội dung của cái phương án số 1. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm cụ thể cho cái ma trận này. Ghép A với Y, đây là A các em này. Đây là Y này. A là ma trận vuông cấp 3. Y của chúng ta là ma trận đơn vị cấp 3. Đây ma trận đơn vị nè. Đó, các cái phần tử mà trên đường chéo chính là số 1.
các phần tử nằm ngoài đường dấu chính là số 0. Bây giờ chúng ta sẽ định hướng làm sao đó biến để biến đổi cái ma trận trước này, này ma trận A này, này nó về cái ma trận Y này. À. Thế có phải là chúng ta sẽ làm như thế này không các em? Này? Trước hết nè, em thấy nè, đối với ma trận Y thì hai cái phần tử này là số 0. Vậy tôi tìm cách biến đổi hai con số này nè là số 0. Đưa số 2 về số 0 và đưa số 1 này về số 0. Muốn như vậy thì một việc làm mà chúng ta thường thường làm rất nhiều lần trong những các buổi học trước. Để số 2 này là số 0, chúng ta lấy dòng thứ hai trừ đi hai lần dòng thứ nhất. Và các em nhớ là nói lấy dòng thứ hai trừ hai lần dòng 1, có nghĩa là lấy toàn bộ các cái phần tử này, 6 phần tử trên cái ma trận lớn này nè, chứ không phải chỉ có 3 phần tử phía trước này. Nhớ, biến đổi là biến đổi cả cái ma trận lớn này đây. Lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1, tức là giữ nguyên dòng 1. Dòng 2 trừ 2 dòng 1, tức là số 2 này sẽ trừ đi 2 lần số 1 này, cho nên chỗ này chúng ta được là số 0. Lấy số 3 này trừ đi 2 lần số 1 này, chỗ này ta được là số 1. Lấy 1 trừ 2 lần 0, tức là 1. Được không? Tương tự, 0 trừ 2 lần số 1, vậy thì là trừ 2. Số 1 trừ 2 lần số 0, 1 mà trừ 2 lần 0 thì cũng là 1 mà thôi. 0 trừ 2 lần 0, chỗ này là số 0. Đó, chúng ta vừa lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1. Thực hiện phép trừ như vậy, tính toán với 6 phần tử trên ma trận lớn, chứ không phải chỉ có 3 phần tử nằm trên dòng thứ hai của ma trận A lớn. Các em phải nhớ, chúng ta làm cho cả cái ma trận lớn. Tương tự như vậy thì để số 1 này thành số 0, giống cái này nè, thì chúng ta nghĩ đến cái việc là lấy dòng 3 trừ đi dòng thứ nhất. Khi lấy dòng 3 trừ dòng 1, em làm tương tự như hồi nãy em lấy dòng 2 mà trừ 2 dòng 1 đó, thì em có kết quả như sau. Ví dụ lấy dòng này, lấy số 1 trừ số 1 thì chỗ này là số 0. Lấy 1 trừ 1 thì là số 0 này. Lấy 1 trừ 0 là 1. 0 trừ đi 1 là trừ 1 ở đây. 0 trừ 0 chỗ này là số 0. Và 1 trừ 0 đây là số 1. Chúng ta vừa thực hiện xong hai phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Lấy dòng này trừ k lần dòng khác. Đúng chưa? Thế sau khi mình làm hai bước này nè, thì có phải là cái dòng thứ ba này nè là giống dòng thứ ba của ma trận đơn vị chưa? Mục tiêu của chúng ta là đưa cái ma trận bên tay trái này nè về ma trận đơn vị, tức là nhắm mục tiêu là phải đưa nó về ma trận này nè. Thì dòng thứ ba này là giống dòng thứ ba của ma trận đơn vị rồi, như vậy đó nó tốt rồi, chúng ta sẽ không thay đổi gì cái dòng thứ ba của ma trận bên trái này nữa. Chúng ta lấy nó làm chuẩn để xử lý hai dòng phía trên sao cho nó giống hai dòng phía trên của ma trận đơn vị. Tiếp theo mình sẽ làm cho cái dòng thứ hai của ma trận bên trái này nó giống dòng thứ hai của ma trận đơn vị. Tức là ta muốn cái dòng này nè nó phải là 0, 1, chỗ này là số gì? Số 0. Điều đó nó gợi ý cho mình là mình sẽ làm sao nè. Muốn này là số 0, có phải là mình lấy dòng 2 mình trừ đi dòng 3 không? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái động tác đó. Lấy dòng 2 trừ đi dòng 3. Dòng 1, 6 phần tử này chúng ta để nguyên. Dòng thứ 3 mình cũng để nguyên các em ha. Bây giờ mình lấy dòng 2 trừ dòng 3, 0 trừ 0 chỗ này là số 0. Rồi lấy 1 trừ 0 trừ tương ứng là số 1. Lấy 1 trừ 1 này là số 0. Lấy trừ 2 mà trừ đi số trừ 1, tức là trừ 2 cộng 1 á là trừ 1. Lấy 1 trừ 0 ở đây là 1. Và lấy 0 trừ 1 này trừ 1. Đó, sau khi lấy dòng 2 trừ dòng 3, chúng ta tiến thêm được một bước nữa rồi. Tức là bây giờ cái ma trận bên trái này các em nè, nó có được hai dòng giống như là hai dòng thứ hai và thứ ba của ma trận đơn vị rồi đó. Đây nè, 0, 1, 0 là giống như là dòng thứ hai trong ma trận đơn vị. 0, 0, 1 là giống dòng thứ ba của ma trận đơn vị. Vậy thì bây giờ chỉ cần làm thêm một cái động tác là sao cho cái dòng thứ nhất này nè của ma trận bên trái này nó giống dòng thứ nhất của ma trận đơn vị.
Mà muốn như vậy thì chỗ này phải là gì ha? 1 0 0, tức là số 1 này phải biến thành số số 0. À. Bây giờ muốn số 1 này là số 0 thì chúng ta lấy dòng 2 làm chuẩn. Ta lấy dòng 1 ta trừ đi dòng 2. Công việc khá quen thuộc của chúng ta đó. À, lấy dòng 1 trừ dòng 2. Chúng ta giữ nguyên hai dòng số 2 và dòng số 3. Hai dòng này nó tốt rồi, nó giống như là bên ma trận đơn vị rồi, cho nên chúng ta chỉ xử lý dòng 1 thôi. Lấy dòng 1 trừ dòng 2 các em nghe. Mình lấy 1 trừ 0 thì chỗ này là số 1. Lấy 1 trừ 1, chỗ này là số 0. Lấy 0 trừ 0, chỗ này là số 0. 1 trừ cho trừ 1, số 2. 0 trừ 1, tức là trừ 1. Và 0 trừ cho trừ 1, tức là số 1. Như vậy là chúng ta vừa dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Chúng ta đưa cái ma trận A về ma trận đơn vị. Ma trận A lúc đầu là ma trận mà chúng ta xếp nó vào bên tay trái đó. Bây giờ chúng ta đã đưa nó được về ma trận Y này. Em thấy ma trận Y đây phải không nào? Thế thì theo định lý á, thì khi đó khi mình biến đổi ma trận bên trái thì ma trận bên tay phải nó cũng bị biến đổi theo. Và người ta chứng minh được rằng cái ma trận bên phải này, ma trận cuối cùng này chính là ma trận nghịch đảo của ma trận A. À, như vậy chúng ta kết luận rằng là A trừ 1 nó bằng bằng ma trận này nè. Đó, ma trận màu xanh này đây. À, vậy là chúng ta đã dùng phương pháp thứ nhất, dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Ta ghép ma trận A với ma trận đơn vị Y cùng cấp với nó, đưa ma trận A về ma trận đơn vị. Ma trận Y phía sau bị biến đổi theo thành một cái ma trận khác, và ma trận khác phía sau này nè, người ta chứng minh được đó là ma trận A mũ trừ 1. Thầy trò chúng ta vừa mới nhắc lại với nhau về cái phương đầu tiên. Bây giờ chúng ta thử phép thứ hai, tức là dùng công thức. À, tức là chúng ta sẽ nhắc lại với nhau rằng là cái công thức mà tính a mũ trừ 1 nó như thế nào, và hãy cho một cái ví dụ để làm sáng tỏ cái công thức đó. Phương thứ hai là dùng công thức a mũ trừ 1, công thức của nó là 1 trên định thức của a nhân với cái ma trận này. Các em lưu ý về cách ký hiệu. À, thường thì cái ma trận là họ hay ký hiệu thế này là dòng thứ nhất tức là A11, A12, A13, A1N. Nhưng đây không phải, đây là A11, A21, AN1. Nó bị ngược đó, em thấy không? A11, A12, A1N đang đi nằm trên này nè. Thì mình lại viết nó ngược dưới này nè. Thì sau này mình để cho dễ nhớ, em nói là cứ tìm ma trận nghịch đảo bằng công thức thì nghịch là nó ngược, cho nên mình viết ngược lại, thay vì viết cái ký hiệu theo kiểu dòng thì mình ký hiệu theo cột. À. Và như vậy thì muốn dùng công thức để tính cái ma trận A mũ trừ 1 thì chúng ta cần phải làm cái gì? Sau khi chúng ta nhớ công thức này rồi thì chúng ta sẽ đi tính những điều sau đây nè. Chúng ta phải tính định thức của ma trận A. Đương nhiên lúc này là cái định thức này nó phải khác không thì mới tồn tại A mũ trừ 1. Và chúng ta tính toàn bộ các cái phần tử trong này, tính A11, A21, AN1, A12, A22 vân vân. Thế bây giờ muốn tính các phần tử này thì chúng ta cần phải nhắc lại với nhau rằng là cái A11 nó là cái gì, A22 nó là gì, A1N nó là gì. Một cách tổng quát là AIG nó là gì? Thì AIG nó chính là trừ 1 mũ Y cộng G nhân với DIG. Em để ý cái chỉ số của chữ A lớn này. Nếu là AIG thì trừ 1 là lấy hai cái chỉ số của A này chúng ta cộng lại với nhau, Y cộng G. Ví dụ như là A này là A21. A21, Y là 2, G là 1. Thì trừ 1 này là mũ 2 cộng 1. Và D là D21. AIG thì D cũng là DIG. Cái chỉ số nó như nhau. Rồi chúng ta hiểu được cái trừ 1 mũ Y cộng G rồi. Cái số mũ này nè, tổng hai đứa này chính là tổng hai cái chỉ số của A. Xong chuyện này. Còn cái DIG nó là cái gì? Thì DIG nó là định thức bỏ đi dòng Y và cột ri từ định thức của A. Họ cho chúng ta cái định một cái ma trận vuông A lớn. Chúng ta có được cái định thức của cái ma trận vuông A lớn này. Thì họ nói với chúng ta rằng là cái DIG á,
Bây giờ cụ thể là ví dụ như là D12 thì D12 đó là cái định thức mà chúng ta sẽ bỏ đi dòng 1 cột 2. D12, 1 là chỉ số dòng và 2 là chỉ số cột. Thì D12 tức là bỏ đi dòng 1 và cột 2 từ cái định thức của matrix A. Ví dụ như matrix A của chúng ta là matrix vuông cấp 4, định thức của A là định thức cấp 4, thì lúc này cái D12 chúng ta là định thức cấp 3. Tại chúng ta bỏ đi một dòng một cột rồi. Các em hình dung được không? À, sẽ tính toán bằng công thức. Thế thì tùy bài, tùy theo cái dạng câu hỏi và tùy theo cái matrix A nó như thế nào mà chúng ta sẽ chọn một trong hai công thức. Không, cũng không phải là cái phương pháp hai nhớ công thức rồi tính toán nhiều đâu, không, cũng không phải như không hẳn là như vậy. Có nhiều khi ta dùng phương pháp hai nó nhanh hơn phương pháp một, và ngược lại cũng có những bài dùng phương pháp một thì lại hay hơn. Chúng ta thử xét một cái ví dụ mà dùng phương pháp hai là hay. Ví dụ thế này: tính tổng các phần tử ở dòng 1 của A trừ 1. Họ cho chúng ta cái matrix A như thế này. Như vậy là trong ví dụ này người ta không yêu cầu chúng ta tìm cho họ A mũ trừ 1. A mũ trừ 1 của chúng ta là một cái định, là một cái matrix vuông cấp 3. Nó sẽ có 9 phần tử. Họ không yêu cầu mình tìm cho họ cả 9 phần tử đó. Họ yêu cầu mình tính tổng các phần tử ở dòng 1, tức là mình chỉ cần tính 3 cái phần tử ở dòng thứ nhất chúng ta cộng lại với nhau mà thôi. Vậy thì các em thấy ha, ví dụ này nè, mà nếu chúng ta dùng phương pháp 1 thì không hay. Tại sao? Là tại vì khi em dùng phương pháp 1 tức là em ghép matrix A chung với cái matrix đơn vị, phải không nè? Em mới dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng đó, em biến đổi cái matrix A về matrix đơn vị Y. Em phải thực hiện đến tận cùng cho khi nào mà A nó trở về Y đó, thì lúc đó em phải có cái Y á phía sau biến đổi thành A trừ 1, thì em mới biết được cái dòng thứ nhất của matrix nghịch đảo của chúng ta đó, nó là những con số nào chúng ta cộng lại với nhau. Làm như vậy thì nó dài dòng quá, bởi vì chúng ta đâu có quan tâm gì đến cái dòng 2 với dòng 3 của matrix nghịch đảo đâu. Chúng ta chỉ quan tâm đến dòng 1 thôi mà. Vậy thì nếu chúng ta dùng công thức thì chúng ta cần dùng phần tử nào trong matrix nghịch đảo, chúng ta chỉ cần tính phần tử đó mà thôi. Vậy rõ ràng là dùng phương pháp 2 nhanh hơn. Các em có đồng ý như vậy không? À, bây giờ chúng ta sẽ tính toán nha. A trừ 1 theo công thức của nó là 1 trên định thức của A nhân với một cái matrix vuông cấp 3. Các em để ý lại một lần nữa cái cách ký hiệu cái chỉ số dòng, chỉ số cột này: A11 này, A12, A13. Rồi bây giờ chúng ta tính. Họ yêu cầu mình tính cho họ cái dòng đầu tiên, cho nên mình chỉ quan tâm là dòng đầu tiên, tức là lấy 1 trên định thức của A nhân với 3 cái phần tử này. Như vậy là S của chúng ta là cái này đây. Rồi, như vậy chúng ta tính định thức của A. A là một cái matrix vuông cấp 3. Chúng ta có nhiều cách để tính định thức này. Tôi tính sẵn cho em luôn. Định thức nó bằng 1. Mà nếu delta A bằng 1, thế vào đây là số 1 này. Như vậy đây là số 1 này. Như vậy S chỉ còn là tổng của 3 phần tử này mà thôi. À, như vậy chúng ta có S thì bằng A11 cộng A21 cộng A31 mà thôi. Rồi, bây giờ chúng ta tính từng cái phần tử này. Đây là A ha. Thế thì theo công thức là A11 thì bằng trừ 1 mũ 1 cộng 1 D11. Lấy 2 này cộng lại với nhau nhân D11. Trừ 1 mũ 2 tức là 1. Như vậy chúng ta được là D11. D11 là bỏ gì? Bỏ dòng 1 và cột 1. Thì còn lại cái này 3. Định thức cấp 2 các em nè, 3 trừ 1 ra 2. Rồi tiếp tục tính A21. Trừ 1 mũ 2 cộng 1 D21. Chúng ta được là trừ D21. Trừ 1 mũ 3 là trừ 1 mà. D21 là gì nè? D21 là bỏ đi dòng thứ hai, cột thứ nhất. Còn lại đây nè, 1 trừ 0 nè. À, 1 trừ 0 thì ra 1, có dấu trừ là trừ 1. Rồi, tương tự chúng ta tính A31 là trừ 1 mũ 3 cộng 1 D31. Tức là bằng gì nè? Trừ 1 mũ 4 tức là 1 nhân D31. Rồi, D31 là sao? Bỏ đi dòng 3 và cột 1. Đây, nó còn lại cái định thức cấp 2. Nhân chéo trừ ngược lên,
1 trừ 0 là 1. Chúng ta tính được A11, A21, A31 rồi, ta thế nó vô. Ta lấy số 2 cộng với số trừ 1 cộng với số 1. Vậy chỗ này là bao nhiêu các em ha? Số 2. Xong. Các em thấy là ví dụ số 2 là chúng ta dùng phương số 2 rất nhanh. Các em thân mến, như vậy là trong cái buổi học hôm nay chúng ta đã xét qua cái dạng toán, hai dạng toán đầu tiên của ma trận, đó là tìm cái điều kiện để một cái ma trận khả nghịch. Và nếu nó khả nghịch thì chúng ta nhắc lại với nhau về hai cái phương pháp để tính ma trận khả nghịch. Đó là dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng hoặc là dùng công thức. Trong các buổi học sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập các cái dạng toán còn lại liên quan đến cái khái niệm ma trận. Hẹn gặp lại các em trong buổi học kỳ sau. Thân ái chào các em.